giận mọi người. Nếu mà Nhi sôi giận không thì mọi người đừng có hãy đăng ký nghe nha. Cảm ơn mọi người. Hello, và đây là giọng thật của Nghi nha mọi người. Nó hơi trầm á, bởi vậy nên là lúc mà kể chuyện á, Nghi nghĩ là sẽ không có hấp dẫn cho cái người nghe á. Bởi vậy nên là nếu bạn nào mà muốn Nghi kể chuyện bằng giọng này thì comment xuống bên dưới. Còn bạn nào muốn Nghi kể chuyện bằng cái giọng cao kia thì cũng comment xuống bên dưới luôn nha. Và clip của Nghi hôm nay là kết thúc rồi. Nếu mấy bạn thích thì nhớ like, share, đăng ký nha. Cảm ơn các bạn.